Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một căn biệt thự chính chủ với diện tích ngang 20, độ sâu là 50m, thiết kế một trệt hai lầu. Đây là một căn biệt thự thiết kế theo mẫu kiến trúc cổ điển nha quý vị, căn biệt thự sân vườn rất là đẹp, một căn biệt thự gia chủ xây ở với diện tích đất là hơn 1.000m² và thổ cư là 500m nha quý vị. Căn biệt thự này được gia chủ xây mới và xây xong vào năm 2022. Chúng ta đang bên trong khuôn viên căn biệt thự này. Căn biệt thự này thì được làm rất là đẹp. Vị trí thì nằm ngay trục đường nhánh của đường Nguyễn Anh Thủ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta đang trong khuôn viên căn biệt thự. Căn biệt thự này thì quý vị thấy này, sân vườn rất là rộng, cây xanh phủ bóng mát và được thiết kế phải nói là tuyệt vời. Bên đây là khu vực sân này. Sân này được ốp hoàn toàn bằng gạch chống trơn, gạch nhám chống trơn nha. Ở sân thì có rất là nhiều cây kiểng và khuôn viên căn biệt thự thì được xây khoảng tầm 10m. Chúng ta để ý này, có những phù điêu bên ngoài kết hợp với mặt tiền sơn phun cát, phải nói là tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay. Căn biệt thự này thì có hướng chính Tây Nam và chúng ta đang bên ngoài không gian căn biệt thự của buổi chiều ngày hôm nay. Căn biệt thự này đang được chủ nhà chào bán với giá là 47 tỷ nha quý vị. Còn thương lượng trực tiếp với chủ và tặng kèm hết nội thất khi mua. Thiết kế một trệt hai lầu, sẽ có khu vực phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đang ở trong khuôn viên của căn biệt thự. Căn biệt thự này thì quý vị sẽ có hai cổng ra vào, đều được làm bằng chất liệu là nhôm đúc nha. Và ở đây thì quý vị thấy này, sân rất là đẹp. Căn biệt thự phải nói là tuyệt vời. Đây chúng ta có hồ cá này, nhưng mà hồ cá này thì không có thả cá nha. Và xung quanh sân này thì và đây là không gian của cái hồ cá bên ngoài này. Và ở đây thì quý vị thấy này, sân vườn xung quanh rất là rộng nha. Diện tích khuôn viên xây dựng căn biệt thự thì nó nằm khoảng tầm 10 nhân với tầm 20m. Đây là căn biệt thự này. Và sân vườn thì rất là rộng. Phía sau thì gia chủ còn thiết kế khu vực không gian phòng làm việc nha quý vị. Chúng ta đang bên trong sân của căn biệt thự nằm trên một khuôn viên đất rất là rộng, ngang 20, sâu 50m. Tổng diện tích đất là hơn 1.000m² và thổ cư sử dụng là gần 500m, 490m nha quý vị. Đây là khu vực sân vườn xung quanh. Sân này thì quý vị tổ chức tiệc tùng, đậu ô tô và vui chơi giải trí thì nó là tuyệt vời. Phía bên ngoài thì đều được sơn phun cát nha, với lan can nhôm đúc. Và nhà thì thiết kế có hai cửa, một cửa ra quay ra mặt tiền chính và một cửa ra khu vực bên sân. Xung quanh sân thì được trồng rất là nhiều cây kiểng. Quý vị quan tâm căn biệt thự ở xã Thới Tam Thôn, trục đường nhánh của đường Nguyễn Anh Thủ này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Phía sau đây là quý vị có nhà xe này. Và vào trong đây thì quý vị sẽ có không gian của phòng làm việc. Anh chủ nhà là một trong những người một công ty lớn nha, chủ một công ty lớn. Đây, khu vực làm việc đây nha quý vị. Chúng ta thấy này, khu vực làm việc thì Hùng sẽ quay sơ thôi. Phía sau đây là khu vực làm việc. Và xung quanh sân thì trong đây thì quý vị sẽ có một cái nhà nhỏ này. Trước khi vào bên trong thì Hùng sẽ quay xung quanh một vòng nhà nhỏ phía sau. Phía sau này quý vị cũng có cửa nữa. Và ở đây thì quý vị sẽ có những cái phòng vệ sinh cho nhân viên này. Đó, ở đây thì quý vị sẽ có hai phòng vệ sinh cho nhân viên, phòng vệ sinh nam và nữ. Trên đây thì quý vị có một cái phòng làm việc nữa. Đây, ở trên lầu này. Đó, có một cái phòng làm việc nữa thì quý vị sẽ có một không gian bếp ở phía sau đây cho nhân viên sử dụng. Ở phía sau căn nhà đây thì quý vị sẽ có một không gian bếp nhé. Không gian phòng bếp, phòng ăn. Đây. Chỗ này thì quý vị có thể dành cho người giúp việc và dành cho nhân viên. Căn biệt thự này thì rất là rộng nha mọi người. Hướng Tây Nam phù hợp cho quý vị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị đang thăm sơ qua một vòng của khuôn viên căn biệt thự. Và chúng ta sẽ tham quan con đường chính trước nhà nhé. Đây là một căn biệt thự rất là đẹp, nằm trong địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự phải nói là tuyệt vời. Đang chào bán với mức giá là 47 tỷ. Quý vị quan tâm thì có thể alo trực tiếp đến nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta sẽ quay lại vòng mặt tiền để chúng ta ra tham quan con đường nhé.
Và đây chúng ta đang đứng bên ngoài để ngắm nhìn mặt tiền bên ngoài từ con đường. Chúng ta nhìn vào nhé. Mặt tiền thì có hai lớp cổng này, quý vị thấy hai lớp cổng nhôm đúc và hàng rào bên ngoài được làm rất là đẹp. Bên ngoài thì có phù điêu chỉ nổi. Căn nhà biệt thự trệt này thì thiết kế một trệt hai lầu thôi, nằm trên một con đường rộng lên tới tầm 16 mét, đường nhựa, đường nhánh con đường Nguyễn Anh Thủ, xã Thới Tham Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta đang tham quan con đường này. Con đường này thông buôn bán nhé, thuận tiện ở là văn phòng công ty cho thuê. Và chúng ta sẽ chiếu lên mặt tiền mặt chính của căn biệt thự buổi chiều ngày hôm nay một lần nữa để chúng ta vào bên trong tham quan khuôn viên bên trong cũng như là cách bố trí và thiết kế bên trong căn biệt thự nội thất gỗ và được làm với một kiến trúc cổ điển, phù điêu và sơn phun cát này nha quý vị. Căn biệt thự hướng Tây Nam, quý vị sẽ cùng em di chuyển vào bên trong nha. Rồi chúng ta sẽ tiến vào bên trong căn biệt thự và tham quan bên ngoài cổng này. Bên ngoài cổng này thì quý vị sẽ có hàng rào bên ngoài và sân bên ngoài cũng rất là rộng, được trồng cây xanh và có tới hai lớp cửa cổng được làm bằng chất liệu nhôm đúc, có hệ thống camera quan sát từ xa và cây xanh nó được trồng phủ kín bên ngoài. Ở đây thì quý vị sẽ vào cổng chính, có hai cổng luôn nha. Căn biệt thự mà gia chủ xây vừa ở vừa làm văn phòng công ty này. Ở đây thì có hai lớp cổng cửa nhôm đúc. Và di chuyển vào bên trong sân thì quý vị thấy sân rất là rộng này, ngang 20, sâu 50 mét, vuông vức, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng, có thể hỗ trợ vay ngân hàng khi mua. Và với giá bán 47 tỷ thì gia chủ để lại full nội thất cho quý vị nhé. Và chúng ta sẽ tiến vào bên trong tham quan không gian bên trong căn biệt thự chính chủ, nằm trên khuôn viên đất ngang 20, sâu là 50 mét. Và đây là mặt tiền này, chúng ta sẽ tiến sát lại mặt tiền đây nha mọi người. Mặt tiền thì phù điêu và nhôm đúc cũng như là làm phải nói là tuyệt vời. Và vòng qua bên đây thì quý vị sẽ có hành lang bên hông căn biệt thự thì cũng được làm một cái hành lang để cho chống khu vực khuôn viên căn biệt thự và tường rào. Đây chúng ta thấy này, đó rất tuyệt vời nha, một căn biệt thự phải nói là đẹp tuyệt vời, nội thất thì cực kỳ cao cấp, hàng rào thì cũng được ốp đá và ốp trang trí rất là đẹp, có đèn chiếu sáng và đèn năng lượng mặt trời. Trong nhà thì có rất là nhiều cây kiểng. Và chúng ta sẽ tiến trực tiếp vào không gian bên trong căn biệt thự này. Ở đây thì quý vị sẽ có một cái bậc cầu thang 5 bậc đi lên sảnh chính không gian phòng khách. Đây, có những cái cột được ốp đá hoa cương năm bồ rất là đẹp nha, có cả màu đỏ, màu đen và màu nâu. Đây là một cái bàn tròn có đôn. Chúng ta đi lên sảnh chính của căn biệt thự hướng Tây Nam, rất là hợp cho người mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây thì quý vị sẽ có những cửa nhôm, cửa nhôm rất là xịn nha quý vị. Đi vào không gian bên trong căn biệt thự chính chủ sẽ ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở dưới tầng trệt này quý vị thấy này, nội thất này, gỗ, những cái bộ bàn ghế gỗ đỏ, gỗ hương, kết hợp với những bức tranh treo tường và quạt trần cũng như đèn trần rất là đẹp. Ở đây thì với giá 47 tỷ thì gia chủ để lại full nội thất như trong video hùng quay nhé. Đây chúng ta nhìn này, cái bộ bàn ghế này rất tuyệt vời nhé, quá đẹp nha quý vị. Một căn nhà mà nội thất khủng kèm theo với một phong cách thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ điển cực kỳ chất lượng, mới nhất năm 2022. Đây là căn nhà xây mới vào năm 2022 nhé. Ở khu vực không gian phòng khách này thì gia chủ để tới 3 máy lạnh Panasonic hai ngựa. Và ở đây thì quý vị sẽ có cửa số 2, cửa ra khu vực sân bên hông. Đây, ngoài thì cây xanh phủ kín này, rất đẹp nha quý vị, phải nói là tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Phía sau đây là không gian phòng bếp riêng với hệ thống cửa kính cách âm. Và ở đây thì quý vị sẽ có bàn ăn, 8 ghế gỗ đỏ, những cái cửa sổ ra khu vực cái sân, hành lang 1 mét bên hông. Cuối đây là không gian bếp dành cho gia đình. Ở dưới kia thì quý vị sẽ có không gian bếp dành cho nhân viên nữa. Không gian bếp thì được ốp đá hết trên dưới, kết hợp với tủ nhôm rất là bền nha. Nhà này thì phải nói là gia chủ cũng ăn chắc mặt bền nha quý vị. Toàn đá hoa cương được ốp
kín tủ bếp và khung bao bên ngoài là nhôm. Phòng bếp thì cũng có máy lạnh. Và ở đây thì quý vị sẽ có cửa ra khu vực sân sau này. Giá bán là 47 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ và hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị quan tâm đến căn biệt thự 2 lầu, nội thất khủng thì hãy gọi cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ở đây thì cầu thang được ốp đá hoàn cương màu đen, tay vịn gỗ đỏ, lan can nhôm đúc. Khu vực cầu thang thì cũng có được ốp đá lên cao 3m, kết hợp với cửa sổ một trệt và hai lầu nhé. Quý vị đang lên lầu này. Lên lầu căn biệt thự thì mỗi phòng thì quý vị sẽ có một không gian sảnh sinh hoạt chung bên ngoài đây, và phòng ngủ thì gia chủ đang ở nên hơi bị bộn một chút xíu nha quý vị. Chúng ta đến với không gian phòng ngủ đầu tiên. Đó, phòng ngủ thì cũng đầy đủ nội thất nhưng mà hơi bề bộn nhá. Đó, do gia chủ đang ở thì Hùng sẽ quay nhanh thôi. Đây, chúng ta có vệ sinh. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và bên đây thì quý vị sẽ có một cái phòng gì nữa đây. Đây thì quý vị sẽ có một cái phòng ngủ nữa nha, là phòng số 2. Mỗi phòng này thì cũng có vệ sinh trong luôn. Gia chủ đang ở, quần áo rất là nhiều, vứt lung tung luôn nha quý vị. Đây là phòng vệ sinh. Quá nhiều đồ nhưng Hùng quay nhanh thôi nha quý vị. Nhiều lúc quay thì cũng thấy kỳ. Ở đây thì có sảnh ra ban công phía trước. Đây, ban công này ra sân nha. Đó, đá ốp hết từ trên xuống dưới luôn. Những cái cột và những ngạch cửa đều được ốp đá. Nhiều lúc đi qua những căn nhà mà chính chủ xe ở như này mà đồ đạc thì đang vứt lung tung thì cũng thấy hơi kỳ nha quý vị. Ở đây là không gian phòng ngủ phía sau này. Phòng ngủ này thì quý vị cũng có những cái bộ bàn ghế gỗ đỏ được làm tự nhiên với chỉ và vân vi rất là đẹp, có vệ sinh trong và máy lạnh. Nhà này thì đồ điện máy thì xài toàn là Panasonic nha. Ở trong đây thì quý vị sẽ có vệ sinh. Đó, phòng vệ sinh, 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Nên trên đây thì quý vị sẽ có cái lầu 2, có thêm một phòng ngủ nữa và phòng thờ nha quý vị. Hướng Tây Nam đang tọa lạc trên trục đường nhánh của đường Nguyễn Ánh Thủ, phường Xá Thới Thăm Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 47 tỷ. Ở trên đây thì quý vị sẽ đến không gian phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ này thì do không ở nên là không thấy bừa bộn nha quý vị. Vẫn có nội thất. Giá bán 47 tỷ và để lại nội thất tặng kèm, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Quý vị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đến tham quan siêu phẩm biệt thự nội thất gỗ đỏ cao cấp, hơn 1.000 m², sổ hồng riêng, chỉ cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 15 phút đi xe máy thôi, và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút đi xe máy. Đây là không gian sảnh sinh hoạt chung này. Và ngoài đây thì quý vị sẽ không gian phòng thờ. Và ở đây thì quý vị sẽ có bộ bàn này, bộ bàn 10 ghế gỗ đỏ nhé. Cái bên đây là không gian phòng thờ cúng. Đó, phòng thờ cúng tổ tiên này. Ngoài đây là khu vực sân thượng nhé. Quý vị quan tâm đến căn biệt thự cổ điển, nội thất gỗ cao cấp, thiết kế đẹp mới năm 2023 này thì hãy gọi cho em Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Và ở đây thì gia chủ cũng làm cầu thang để cho quý vị leo lên bên trên mái này. Đây, chúng ta sẽ leo lên trên mái nhé. Căn biệt thự này thì gia chủ chưa hoàn công nha quý vị, mới xây dựng thôi, chưa hoàn công. Thì quý vị nào cần mua nhà thì cứ ở Vĩnh Viễn thôi. Trên đây thì cầu thang leo lên trên mái luôn. Trên mái này thì ngói này rất là xịn này quý vị. Rồi được ốp ba gạch đỏ trên này. Trên này thì quý vị sẽ có bồn nước cao, ba máy nước nóng và những cục nóng máy lạnh. Rồi quý vị quan tâm đến căn biệt thự ngang 20 sâu 50, tổng diện tích thổ cư trên 1.000, tổng diện tích đất trên 1.000 m, thổ cư là 500 m này. Với giá bán 47 tỷ thì hãy gọi cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà ở Bắc Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.